ở đấy nó có dầm, ở đấy nó có dầm, không chia được gì đâu, ít ra ba hộp nó phải cách nhau ra nhưng mà thế không chia được đâu, một hộp thôi. Theo cái này nó không thế xuống. Có chứ bác. Anh bảo nó nếu mà làm ba hộp không thể được, nó vướng dầm rồi. Đấy. Bây giờ ba hộp nó phải có khoảng cách dầm nó đấy, đấy là cách dầm đang 40-50 phân đấy, mỗi đầu đấy. Cành đấy nhảy đẹp chứ bác. Đấy. Thế và thế thì anh bảo nó đi là nó có dầm trên đấy rồi, không làm được ba hộp đâu, làm được thì em làm đấy nhá. Vâng đúng rồi, phải hộp hạ xuống, không được làm hộp âm đâu. Không xấu, không xấu, nếu mà bảo nó bây giờ không có cách nào làm hộp nồi chìm được đâu, nếu mà ba hộp không được đâu. Nhảy đấy. Con này gan đấy nhỉ. Con này con sổng. Không phải là đang tìm thì đánh nó máu lắm, nhưng nó muốn lắm. Chưa máu đá. Đang dọa con mùi em. Càng cháy càng chơi khỏe. Nó đang dọa con mùi của anh ấy. Chưa đến lúc nó chưa máu đá nó đang dọa con mùi anh. Thế thì mùi chơi quất càng khỏe. Mùi ché rồi đấy. Giọng ché này đang nhìn ạ. Chết anh ạ, con này chết đến chiều chết. Em không nghĩ là có con sổng bướng này đến đây. Sáng nay lúc mình nhìn thấy, mình đã thấy một con đứng ở cái chỗ cây mình dí đây, xong ông ở đi luôn đấy. Nó đấy. Đúng rồi. Giọng khàn khàn này. Nếu muốn yên tĩnh thở sâu ở trong này. Không, ở đây thì yên rồi chứ. Có nhà làm cho thỉnh thoảng vào đấy có đi lại về đấy. Thế, nó, con này nó ảnh hưởng đến mình đứng đây còn chờ sợ. Ở đây làm gì có thằng nào nuôi đâu mà thật. Người khác có sao? Mà lại có một mình nhá. Thịt lại này xuống đi. Đấy, chỗ đây mà không lấy được vì cái cành kia nó cong, ông nhìn thấy không? Ừ. Đấy, nó nhìn sang bên tay kia kìa. Đấy. Chết. Thôi được rồi, hạ đi anh ơi. Này, sao này? Con này